sức mạnh của hà mã là không thể xem thường. Ngay cả khi ở trên cạn, một con hà mã thời kỳ sung mãn, nó sẽ không ngán bất kể đối thủ nào. Bầy sư tử đực biết rõ mối nguy hiểm này, chúng phải dừng lại để nhường đường cho kẻ đáng gờm đi qua. Những con sư tử đực hùng mạnh, giàu kinh nghiệm, chúng đủ tỉnh táo để biết được kẻ nào mới là con mồi của mình. Với con hà mã trưởng thành này, sư tử đực dù đông, nhưng chúng không được theo đuổi cuộc săn. Hà mã thực sự đáng sợ khi ở lãnh địa của chúng. Nhưng sẽ có một thế lực dám chống lại sức mạnh của hà mã. Cái vòi này không thuộc về hà mã, nó thuộc về những vị khách không mời. Hà mã ghét nhất là khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm, nhưng nó luôn tìm hiểu kỹ lưỡng đối thủ của mình là ai, rồi mới dám ra tay. Voi châu Phi, những gã khổng lồ đang đến. Sự ồn ào quá mức đánh động đến một bầy đàn hà mã đông đúc. Kẻ đầu đàn phô trương sức mạnh quen thuộc, một thông điệp đe dọa theo đúng nghĩa đen. Gã khổng lồ đáp trả bằng hành động khiêu chiến thực thụ. Rõ ràng không có lý do gì mà voi lại sợ hà mã. Những chiếc vòi hất mạnh xuống nước, trong khi hà mã thi nhau há miệng thật rộng. Sự công kích từ xa, hai đối thủ phô trương thân thế và thể hiện chẳng ai sợ ai. Sự thông minh của hai gã khổng lồ thấy rõ, chúng đang vòi vào nhau cho thấy sự to lớn dữ dằn. Đó chẳng khác gì một đòn đánh vào tâm lý. Hà mã bắt đầu thấy lo, chúng nên suy nghĩ lại cho cuộc chiến lần này. Những con voi dương vòi tìm hà mã tấn công. Sự tức giận của gã khổng lồ có thể đè bẹp ý chí chiến đấu của đối thủ. Những chiến binh hà mã sử dụng kỹ thuật ngụp lặn. Chúng bắt đầu tăng hình trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện để tấn công lại voi. Cuộc chiến không thể phân thắng bại, nhưng việc đánh trận dưới nước sẽ làm cho gã khổng lồ tiêu hao rất nhiều năng lượng và sớm mất sức. Chỉ có voi mới dám đụng độ với hà mã khi ở dưới nước. Nếu cuộc chiến kéo dài, hà mã sẽ giành được thế thượng phong.